Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay thì mình với anh Hòa cùng mọi người đi đón một người rất đặc biệt nha. Đón xem là ai nhá. Rồi. Em yêu. Đây là theo thiết kế của miền Nam. Ờ, chưa các bạn. Mình nghĩ là mình to nhất của con gà này. Ngọt má ơi luôn. Mình giờ cho mặt ông vào được không? Chạy luôn. Chạy không, không có mặt á. Không có cái gì hết luôn á. Tiếng này thấy buồn ngủ thật là quyến rũ. Chưa ngon. Bột cả người xem. 4.000 người xem á. Ờ, anh có đốt hết cho một đống. Toàn chửi nhau à? Ừ. Đi cà phê thôi. Good morning cả nhà. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang ở Thái Hoa. Bây giờ đi cà phê ngồi làm clip cho mày đang bắt tài xem. Đâu, mình là bắt tài mà anh. Thăng vào xem clip cùng bắt tài. Cùng bắt tài là gì? Ok, có bánh mì rồi cả nhà ơi, giờ di chuyển thôi. Hay thì mấy anh em sẽ ăn bánh mì với xúc xích cho mít. Và anh em vẫn ngồi đây chỉnh sửa video mọi người ạ. Đây, anh Hòa đang rút đồ đạc này này. À quên, khoe mọi người. Hôm nay anh Hòa tặng mình một cái mũ này. Đẹp không? Hai anh em. Đây, phong cách của anh em đi dép tông luôn. Anh ngồi gì? Tên là gì em? À, em tên Phan Anh. Phan gì? Phan Anh Nhật. Ừ, ở đây đang ở đâu rồi Nhật? Dạ, ở Nghệ An. Nghệ An là hay xem TikTok của anh à? Dạ. Rồi, anh em nhiều nhá. Dạ. Ok. Đang đi vòng vòng quanh hồ với thanh niên này làm tấm ảnh. Chào mọi người đi cả nhà. Chào mọi người. Ok. Mấy anh em đi dạo vòng quanh hồ, mấy anh em tới đây làm tấm ảnh kỷ niệm với Hoàn này. Uy tín luôn, uy tín luôn. Nhỏ hả? Còn con kia? Pitbull. Thử thử cho hai con đứng gần nhau rồi nào. Đứng hai con đứng gần nhau. Khác nhau một trời một vực luôn anh em ạ. Con hả? Ok luôn, ra đây anh ký cho. Ôi ơi, chữ ký anh nhiều lắm. Ôm đứa cái nhá. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay thì mình với anh Hòa cùng mọi người đi đón một người rất đặc biệt nha. Đón xem là ai nhá. Let's go, di chuyển thôi. Ở đây toàn là dứa rồi cả nhà. Ok, bây giờ thì sẽ chạy ra đón anh Phượng cả nhà nhá. Rồi, em yêu. Từ từ, rất là lâu rồi nha. Dạ. Cùng đi bộ, biết hắn rất là lâu rồi, giờ mới được gặp hắn đó. Trời ơi. Anh ở đây lâu chưa? 2-3 hôm rồi. Ủa à. nhóc chạy đâu rồi? Làm như thật á. Rồi. Hắn nào làm như thật á luôn à. Đây là trung. Hắn chạy. Chạy á hả? Okay. Vậy thì hôm nay rất là vui được gặp anh Vương nhá. Bây giờ thì Hoàn cùng với mọi người bắt góc anh Vương về. Sau đó thì dẫn anh Vương đi quanh quanh gần đấy. Ok. Ủa, cả nhà xem này. Nhiều dâu chưa này. Ui giời. Ui giời ơi. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn thử có dâu nhá. Chín mọng luôn.
rất tuyệt vời. Amazing good job. Không hề giả tan luôn. Quay Vương thèm bên trái. Chua liu liu luôn. Anh em đang bàn kế hoạch mọi người ạ. Mai có thể là đi đảo hoặc là đi câu cá chấm đen. Còn bây giờ thì anh em sẽ đi câu lua và làm ẩm thực để đón anh Vương ở nhà nhá. Anh Vương chào cả nhà cái này. Thế thôi anh em, hôm nay tới nhà của anh Trung. Bây giờ anh Trung sẽ dẫn mình đi bắt gà cả nhà nhá. Sau đây là anh Vương ba lô cả nhà. Anh Trung là chuyên về ấp phân phối con giống. Đi caramel này chạy ngay nào. Ăn gà bắt gà với gà anh em nhé. Còn ra đi từ tần. Quan trọng đây. Chụp luôn, chụp luôn. Quan trọng luôn. Đây 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 đây. Gà đầy sau nữa. Hoàn làm gì đấy? Tí đây, à, tí đây. Bắt trông gà anh em ạ. Con biết vặt lông gà mà không có nước suối nữa. Chưa biết. Anh biết hả? Mấy anh em sẽ làm ở ngoài đồng cả nhà. Vứt con xe trên kia. Bắt đầu chở đồ xuống đây. Mình đang xách đồ ra này. Có con gà, hoa quả, quả dừa. Anh Vương đang đứng ở ngoài kia. Bây giờ ra bên đấy với cả nhà nha. Mấy em mang đồ cả nhà ơi. Giờ mang cần câu lua xuống câu cá thôi. Bây giờ mấy anh em bắt đầu mắc cần để xuống câu đây. Ok. Cả nhà bây giờ di chuyển theo mình đi câu nha. Cái này người ta gọi là câu lua cả nhà. Có cái con nhái lửng ở đằng sau kìa. Mọi người xem đường đi này. Rất là khó, toàn đường ruộng. Sau khi cả tiếng đồng hồ không câu con nào, mấy em bắt đầu đổi sang phương án B mọi người ạ. Chuẩn bị sang phương án C rồi. Làm gà. Phương án C là chuyển môi xong máy cho anh Vương biết con trầm đẻ hay thua. Mới biết okay. Đâu lại móm. Móm đẻ. Chuyển về du chuối cả nhà nhá. Bây giờ anh em đổi phương án C lên thuyền câu cá mọi người ạ. Đi theo mình nha. Vừa bơi vừa tát nước thuyền ra mọi người ạ. Không có chùm. Đây, vẫn đang cầm cần đi câu cả nhà. Anh em sẽ di chuyển sang bên kia để đánh mọi người nhá. Không câu được cá người ta gọi là cái gì anh? Móm. Móm rồi các bác nha. Giờ di chuyển về nhà thôi. Sau khi mà anh em câu rất là nhiều, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, móm rồi cả nhà. Giờ di chuyển ra du chuối. Anh Vương đằng sau cả nhà. Cái đầm du chuối này câu mọi người ạ. Mọi người xem này. Bây giờ sẽ dựng trại và cắm luôn ở đây cả nhà nhé. Đây là con đoạn này. Chuẩn bị mồi câu cả nhà nhá. Có ốc này. Ốc đã tiêu chuẩn để đánh nhá. Mở một cái cùm nó rồi lấy cho anh mày. Mình cứ xoay này thì nó sẽ bẻ con ốc ra là nó chết rồi không ăn, nó không chạy được mọi người ạ. Rồi là đổ xuống đấy cho con cá nó chấm nó vào nó ăn. Đây. Anh Hòa sẽ hướng dẫn mọi người cách ủ ốc mọi người nhá. Ốc thì chỉ có một gói thình nha các bác nhá. Một gói thình với 10 đến 15 kg ốc, xay 2 đến 3 kg. Xong rồi cứ trộn đều. Một lò ngô ngon nữa. Cái ngô này thì cho vào cũng được, không cho cũng được. Vẫn đánh ok. Còn bây giờ trộn xong rồi để như vậy ủ 2 đến 3 tiếng. 1 2 3 4 5 6 tiếng tùy sở thích, xem phong thủy mà ủ. Mình thì mình hay ủ 3 tiếng nhất. Thời gian đó là mình cảm thấy con ốc ngầm với lại ốc khỏe nhất để đổ ổ. Đó, cứ để nhìn nguyên như vậy, đừng có đụng chạm vào. Đụng chạm vào là con ốc ngầm hết miệng vào. Cứ để nguyên như vậy.
Để nguyên. Không đụng. Đúng không? À để nó ăn cái thính kia vào. Đúng rồi. Ờ. Nó ăn cái thính. Ok. Đi đây sao lại. Cảm giác cứ ném cứ nhìn thẳng sáng cú điên bên kia mà ném. Nhìn luôn mà không được con nào cả nhỉ. Hơi buồn. Ở đây mấy anh em đã chuẩn bị được cà nướng rồi cả nhà ơi. Bên này vậy, mấy anh em vẫn đang câu đây. Bên này thì anh em có mấy cái bếp này. Đang nấu luôn. Bên này là cá kho nhá. Còn bên này thì mình chưa biết. Đố mấy ông thành phố biết quả trứng gì luôn đấy. Các ông làm sao mà biết được quả này. Mời anh em nhá. Nó ngon má ơi luôn anh em ạ. Ông nào mà chưa được thử thì thử đi nhá. Xong rồi vào comment cảm nhận. Ngon nhức nách. Nấu nước pha cà phê đó. Nấu nước còn mốt ta. Tuần này mấy anh em sẽ ngủ ở đây cả nhà nhá. Bao thích luôn. Không sợ bị lạnh đâu. Thì rất là kín gió. Mồi này sắp được cho anh. Sắp được rồi, được khoảng hơn 2 tiếng rồi. Để ủ tiếp. Để khoảng 3 tiếng hết đồ. À. Anh Vương thần thánh đây cả nhà. Vương thôi đừng thần thánh. Đang chuẩn bị rồi. Đây là đồ chấm dành cho món gà nướng. Hấp dẫn không? Có lá chanh nữa tuyệt vời đúng không? Đúng rồi. Có gì dùng lấy đi. Đấy. Bên này chị Như mệt quá rồi đang nằm hộ cả nhà. Đây chòm mệt thì chòm đi đang năm và. Quay đầu hoa quay đầu đấy. Mấy anh em đang đun nước để chuẩn bị nấu cà phê mọi người ạ. À. Đun bằng cái lon nước này nha. Cần đi. Bây giờ mấy anh em sẽ pha cà phê này cả nhà. Đây, mọi người xem này, cà phê này. Wow. Bột. Xay nó một tấm để thỏa mãn. Như đầu múa quạt thế nào? Ít rồi. Rồi, được một ít rồi, được một ít rồi. Xay khó không anh? Khó hết. Xong thử xoay phát thế nào. Cơm nóng lâu như cái vậy anh. Phê này 10 phút rồi. Mấy trời. Mấy cả chị Như không? Cũng ít thôi không đếm mà trơn mắt luôn. À, cái món canh này thì sau khi chút trà của mình á, mình nấu cái lòng gà này. Mình nấu cái lòng gà, nấu cho nó mềm ra. Thích thức chưa đếm đi thử. À, lúc cúc áo cộng với rau tiến chi. Rau anh nhổ lúc này đúng không? Ờ, và rau tàu bay. Bây giờ mình nhổ rau khắp rồi. Không đi hái thì không có nhổ đâu. Rau khắp rồi. Không đi thử mình mới canh. Chi ngọt phết. Cả ra, cả ra. Năm như như mấy anh em đang ngồi chỉnh sửa video. Còn anh Mạnh thì đang quay gà của mọi người ạ. Mời cả nhà ăn khoai nhá. Gà chín rồi này. Anh Hòa đang ngồi xem cái thằng Tây đây. Bột cá ngay xem. 4.000 người xem á. Ờ, anh còn đồn đết cho một đống. Toàn chửi nhau à? Ừ. Ủa rồi. Bồn cá bồn ngay xem. Chào em, chào bạn. Chào, xem nó chửi nhau nào. Chào anh, chào
Mày là ai tao không biết. Bài lồn luôn, Dắt Chàm ơi, đù mẹ, Dắt Chàm á. Tên nó là gì anh? Là thằng Úc Việt. Đám nhau bằng cu thôi. Mấy anh em ăn từ lúc 7 giờ sáng một cái bánh bao. Đến bây giờ là 7 giờ tối rồi nha. 7 rưỡi chứ. Cái gì sao mà ăn cứ chảo ơi. Bắt đầu đây, gà cả nhà ơi. Gà này khéo để xé ra cho nó ngon anh. Đây, nhà xem này. Mời cả nhà nhá, có món cá kho hầm suốt từ lúc chiều đến giờ. Có cơm này. Kia nước chấm của anh Vương Ba Lô làm. Hấp dẫn hả? Wow. Ok, mời cả nhà nhá. Nhà xem mình vườn đang cắt thủy gà này, mình hấp dẫn hả? Ui giời. Nhức nát. Ngon nhức nách. Ui. Em hỏi anh mày. Em cơm cho em luôn anh ơi. Chỉ miếng này luôn đi, đây đây. Miếng đùi này. Đây nhá, bây giờ thì ok. Đánh thủ ăn trước các bác nhé. Ok. Đây đây đây, xem này. Chấm với cái này. Wow. Thực ra không phải là gà của ngon đâu nhưng mà nhìn đòi tươi sáng chứ. Từ lúc 7 giờ sáng anh em ạ. Mỗi anh em ăn được bánh bao. Chấm với nước chấm của anh Vương Ba Lô này. Nước chấm mang thương hiệu Vương Ba Lô. Mời các bác nha. Ok. Ui. Má ơi. Khán giả cười. Chảy hết nước dãi rồi anh em ạ. Đây khán giả nữa. Mua ăn đi anh. Mua ăn đi, mua ăn đi. Không, không thể ngưng lại được. Không thể ngưng lại được. Này nhá. Ok. Mình đi lắm mình. To nhất thì rời luôn. Lại gặp thằng vừa xem thằng Úc xong cả nhà. Nó nói hay quá. Hay là theo thiết kế của miền Nam. Ồ, chưa không anh? Mình nghĩ là mình to nhất của con gà này. Ngọt má ơi luôn. Mình nghĩ là cho mặt ong vào được không? Chay luôn. Chay không có mặt á. Không có cái gì hết luôn á. Tiếng này ấy buồn ngủ thật là quyến rũ. Chưa ngon. Chưa ngon. Đây đây là anh đội chủ nhà. Anh ấy tặng gà mọi người. Trung. Đừng có diện nữa đi gớm. Cắt, ngon lắm luôn. Anh Trung làm miếng anh Trung. Làm miếng luôn. Ok, gà đúng không? Đúng rồi, làm miếng gà đấy. Gà nhà anh Trung ấy, cả nhà. Đây gà nhà. Đúng rồi. Thật tuyệt ơi. Good job. Chị Như này. Anh Mạnh cả một buổi chiều nướng gà đó. Anh Vương đang bật cắt bỏng thế đấy. Thôi giờ caramel chắc cũng xin phép các bác là ăn đây. Chứ giờ nhìn thèm chảy nước dãi rồi. Ok được. Caramel ngồi quay giờ thèm quá rồi. Tao thử nha cả nhà nhá. Không sao không thử. Em miếng này. Em vừa cho cái nước chấm vô này cả nhà. Mời cả nhà nhá. Nói chi đi, nói đi. Rất là ngon cả nhà. Nhất đói 7 giờ sáng bây giờ ăn. Bí quyết của nấu ăn ngon là nhìn đói thật lâu. Cái lá này là lá rau tàu bay cả nhà nhá. Cả rau xuyến chi nữa. Tuyệt vời luôn. Trung người thấy ham vậy. Anh vừa mà lô anh ấy hái mọi người ạ. Còn đây là món cá làng Vũ Đại này. Con trực của mèo. Cơm thì từ gạo. Từ gạo mà ra. Quá chuẩn luôn chị. Ok, mời cả nhà nha. Mình em ăn xong rồi, bây giờ mấy em đi ngủ đây. Cả nhà ngủ ngon nhá.